Thịt hươu bà con, thịt hươu và hươu nai đồ đó mà bà con biết quá rồi đúng không? Nhưng mà thịt hươu nó tốt, là tốt, rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà riêng có một số người này, nếu ta ăn thịt hươu vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và sức khỏe chúng ta càng ngày càng xấu đi. Đó là người bị gút, say rượu, uống rượu, nóng trong người, đang bị bệnh, bệnh mới vừa khỏi vừa bớt, bệnh cao huyết áp, thấp huyết áp, tiểu đường, xơ cứng động mạch, máu hẹp van tim, viêm thận, mụn nhọt, lỡ ngứa, thì ta không nên ăn thịt hươu. Nếu ta ăn thịt hươu vào thì bệnh ta càng ngày càng xấu đi và sức khỏe càng ngày càng kém đi. Đó là những người bị gút, say rượu, uống rượu, nắng đông người, đang bị bệnh, bệnh mới vừa khỏi, cao huyết áp, thấp huyết áp, đái đường, xơ cứng mạch máu, hẹp van tim, viêm thận, mụn nhọt, lỡ ngứa, vui lòng đừng ăn thịt hươu, ăn vào không tốt gì cho sức khỏe của mình. Đó, còn ngoài ra nó lại tốt mà cho những người còn lại, lại giúp cho mạnh gân cốt. Đó, nó giúp cho mạnh gân cốt, bổ trung ích khí, lợi tỳ, thận và được tốt cho đau lưng nhức mỏi, dị linh, liệt dương, dị tinh, tăng cường cơ bắp, vận động lao động nặng, nâng cao thể lực, giảm mệt mỏi, xuất tinh sớm, cổ tử cung lạnh, bạch đới, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú thì nó được tăng cường đề kháng. Nhưng mà không phải tốt là ta ăn bao nhiêu cũng được đâu bà con. Bà con chỉ ăn một tuần không quá 400g, chia ra đều nhiều bữa để ăn. Nếu ta ăn liên tục như vậy thì một tuần không quá 400g, chia ra nhiều bữa, chứ không phải ăn lần một là 400g đâu nha bà con ơi. Bà con ơi, xin chào nào.